Xin chào mọi buổi chiều mọi người. Chúc mọi người có một buổi chiều thật thú vị và làm việc công tác tốt. Mọi người đi qua cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Ngoài ra có thể chia sẻ cho ai yêu thích cái bộ môn nghệ thuật vẽ trên vải. Xin cảm ơn. Thank you for watching channel Vivi Duc Hand Painting on Grower. Okay. Hello. Xin chào. Chào buổi chiều. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ. Mọi người đi qua cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn. Thank you for watching channel Vivi Duc Vi. I will want subscribe, like, share for by me channel. Thank you. Hello, mình đang thực hiện vẽ trên một chiếc áo ngắn chất liệu nhung màu đỏ, đen đỏ, phối đen đỏ, và mình sẽ vẽ những cái họa tiết. I'm drawing prints on a motif. Hello. Xin chào mọi người. Mọi người đi qua cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn. Thank you everyone for watching channel. Everyone can sub and like, share the channel for me. Thank you. Đây là những cái bước vẽ cơ bản cho cái họa tiết này. Mình sẽ chấm từng chấm một, làm sao chấm cho những cái hạt nó thật là tròn. Và như thế, tí xong thì mình sẽ phối màu. Đây, những cái hạt này sẽ làm theo cái phong cách là phối màu cho nó nổi, tạo cái hiệu ứng nổi, không vẽ bệt như các cái cách thể hiện trước mình đã làm. Và mọi người, xin chào mọi người. Mọi người đi qua cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn. Thank you for watching channel Vivi Duc Vi. Thank you everyone. Everyone subscribe, like, share for me. Thank you. Thank you. Thank you very much. Good afternoon. Good luck. Đó, giờ mình tiến hành làm sao cho nó cứ đi dần dần thôi, rồi các cái họa tiết nó sẽ hình thành. Cái này thì mình chấm làm sao cho nó nổi. No, I know, I don't use. Không dùng cái cọ nữa, mà mình sẽ dùng cái bút này để sử dụng vào việc vẽ. Bắt đầu vào việc vẽ trên cái hoa này. Và mọi người đi qua đừng quên cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn.
và chúc mọi người có một buổi chiều thật vui vẻ, làm việc hiệu quả và kiếm được thật nhiều tiền. Công việc thì hanh thông. Good afternoon everyone. Happy. Thank you for watching channel. Everyone can follow me, subscribe, like, share. Thank you so much. Với những cái hạt li ti này thì mình sẽ, khi nào nó mà khô thì mình sẽ cho màu lên và nó sẽ ra những cái hiệu ứng như mình mong muốn. Và ra xong thì mình sẽ viền đường viền lại. Đó. Chấm từng cái hạt một. Đấy. Từng hạt. Đừng để bị dây màu. Hello, xin chào mọi người. Chúc mọi người có một buổi chiều thật vui vẻ và nhiều năng lượng làm việc và kiếm thật nhiều tiền. Thank you. Đó. Và mọi người đi qua đừng quên cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn. Cứ dần dần thế này thôi. Thì những cái họa tiết, motif sẽ dần dần enough, đủ, đầy đủ. Mọi người đi qua cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn. Và mọi người đừng quên share cho bạn bè và người thân, những người yêu thích cái bộ môn nghệ thuật này. Bộ môn nghệ thuật vẽ trên vải. Thì chúng ta khi mà tiếp cận với nó thì mọi người có thể sử dụng được những hàng độc bản, độc quyền. Người có thể follow kênh của mình để có thêm nhiều cái video, cái sản phẩm đúng với sở thích của các bạn. Xin cảm ơn. Thank you for watching channel. Thank you for everyone watching channel. Everyone follow me channel VVDP. Thank you. Mỗi cái hạt chấm này thì chúng ta phải chấm rất là đều. Đấy, và đều và tròn. Mình thì để cho những nó, cho nó khi mà mình lên màu thì nó sẽ đẹp. Nhìn nó có tạo hiệu ứng.
Và mọi người đi qua đừng quên cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn. Mọi người có thể chia sẻ cho người nhà và bạn bè, những người yêu thích bộ môn nghệ thuật vẽ vải, và liên hệ với mình để có những cái sản phẩm vẽ tay trên áo dài váy được ưng ý và đẹp nhất theo cái style, theo cái phong cách của mình. Style, fashion. Hi everyone. Mọi người đi qua có thể cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn. Thank you for watching channel. Chúc mọi người có một buổi chiều làm việc hiệu quả và đạt được những cái thành quả tốt trong công việc, có một nguồn năng lượng dồi dào và kiếm tiền thật là hiệu quả. Mỗi công việc thì có một cái đặc thù đặc biệt riêng, thì mọi người có gì thắc mắc xin comment và bình luận trên cái video để chúng ta cùng chia sẻ. Xin cảm ơn. Hi, thank you for watching channel. Thank you. Mọi người đi qua cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Thật tuyệt vời. Đã dần dần xong cái từ phía trước rồi. Đã tiếp tục làm và sẽ xong cái sự sau. Thank you. Cảm ơn bạn đã xem like. Các bạn đi qua cho mình xin một like và một share. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Chúng ta ấn vào góc bên phải màn hình có nút 3 chấm là có nút like và nút comment. Thank you for watching channel. You can subscribe, like, share. Thank you. Thank you so much. Xin chào, hello. Xin chào mọi người.
Mọi người đi qua có thể cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn. Thank you for watching channel. Good luck everyone. Đã gần xong những cái họa tiết này rồi. Sau khi khô và chúng ta sẽ lên màu cho từng cánh hoa, từng cái họa tiết. Đây là một cái bảng họa tiết gần như là nó có chút phong cách và có chút cổ, có chút truyền thống. Những cánh hoa mai và những cái họa tiết xoắn, họa tiết được tính chất truyền thống, được kế thừa, mà cái cách thể hiện thì có tính hiện đại. Đây là một cái thích cách được thể hiện trên cái nền hiện đại và cái bún truyền thống là như trên nền nhung, những cái họa tiết cổ truyền được chắt lọc, được phối kết hợp làm sao cho nó hợp lý nhất để ra một cái sản phẩm nó hoàn mỹ đối với mỗi người, mỗi yêu cầu của mỗi người. Đó. Tiếp tục là chúng ta đi. Đấy. Hoàn thiện dần dần nốt những cái mảng họa tiết mà chúng ta đã xử lý. Hello, xin chào bạn mới xem. Bạn đi qua có cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và chúc một buổi chiều thật tuyệt vời đến với các bạn xem live. Các bạn đi qua thì cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, người thân yêu cái bộ môn nghệ thuật vẽ cũng như vẽ trên vải và mình đang theo đuổi. Đây, mình đang làm cho một khách hàng ở Thái Nguyên, một thành phố đầy nghĩa tình, có hồ núi cốc, cốc lịch, có những nương chè, nương cọ thật tuyệt vời. Và có những cái trường học cao đẳng, đại học, có những cái trường truyền thống lâu đời và người dân vùng cao Việt Bắc thật là tuyệt vời, đầy nghĩa tình, thân thương. Hello, hello. Mọi người đâu cả rồi? Đi qua cho mình xin một like và subscribe, ủng hộ kênh. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ. Làm công việc thì được thuận lợi, kiếm được thật nhiều tiền. Hello, hello. Mọi người đâu cả rồi?
Mọi người đi qua đừng quên cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào. Bạn đi qua đừng quên cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ, công việc hanh thông. Gần xong rồi, cái họa tiết này gần xong rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi. Công việc vẽ bài này quả là đòi hỏi cái sự tỉ mẩn, chẳng vội vàng được. Mới đầu chỉ là một hạt màu thôi, nhưng mà cấu tạo từ nhiều một hạt màu thì sẽ ra cả một cái họa tiết, và rộng hơn nữa là ra cả bức tranh. Thì cuộc sống cũng như vậy, mỗi cái công việc nhỏ nhỏ thôi, chúng ta góp nhặt nhiều thì nó sẽ thành một cái việc lớn. Và mỗi một like của quý vị sẽ tạo ra một cái channel lớn mạnh. Xin cảm ơn. Các bạn đi qua đừng quên cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Và mong rằng các bạn cũng vậy, công việc thì mỗi ngày giải quyết từ từ, từng chút một sẽ hoàn thiện và hanh thông nó. Đã gần xong rồi. Xin chào hai bạn xem. Chúc các bạn một buổi chiều thật là vui vẻ. Good morning. Good afternoon in Vietnam. Thank you for watching channel. Hello, hello. Đấy. Nói tiếp cái câu chuyện từng cái hạt màu ấy. Ok đấy, xin cảm ơn thầy. Còn phải học tập thầy nhiều ạ. Chúc thầy một buổi chiều thật là vui vẻ. Tiếp tục ra được những cái video hấp dẫn, hay, để có đạt được cái mục tiêu trước Tết này ạ. Hello, hello mọi người. Mọi người đi qua cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Mọi người đừng quên chia sẻ cho người thân và bạn bè yêu cái bộ môn nghệ thuật vẽ trên vải.
để mọi người được biết đến nhiều hơn và có thể chọn lựa cho mình một số cái sản phẩm phù hợp, yêu thích với style fashion, cái phong cách thời trang của mình. Trông như vậy thôi, mà mỗi người có một cái gu thời trang riêng. Mỗi người có một cái lựa chọn riêng. Ở cuộc sống này thì mỗi người có một màu sắc thì rất nhiều. Có những người chọn những cái gam màu tối, gam màu trầm. Có một số người lại chọn những gam màu nổi. Mỗi người thì phụ thuộc vào chọn lựa thì phụ thuộc vào cái tính cách, cái cá tính để lựa chọn những cái gam màu cho mình. Chỉ quần áo cũng như những cái gam màu trầm bổng hay những gam màu tươi sáng ở trong cuộc sống, bản thân mỗi người đều phải cố gắng để lựa chọn cho mình một cái gam màu trong cuộc sống phù hợp với mình nhất. Và khi mà đã đầy đủ những cái cung bậc, những cái gam màu thì mọi người có cái màu sắc của cuộc sống nó phong phú hơn và có những cái nhìn nó đa dạng hơn về cuộc sống. Hy vọng qua channel này thì mọi người có thể cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn. Đây là những cái họa tiết tính cổ truyền trên cái chất liệu cổ truyền và chất nhung, họa tiết cũng cổ truyền, nhặt những cái mộc họa tiết đó là họa tiết hoa đào, cái họa tiết hoa văn, cái hoa văn cổ sử dụng và tạo thêm để tạo trên cái niền hiệu ứng, mình sẽ chấm nổi người cho người này vừa có tính cổ điển và hiện đại, vừa có cái độ trầm lắng nhưng cũng có một chút màu sắc sáng, một chút sáng và tính chất hiện đại, không đến nỗi quá cổ, cân bằng được. Đôi khi chúng ta phải cân bằng được những cái cảm xúc của mình, xúc rồi đó qua thông qua lý trí và thông qua những cái trải nghiệm đủ đầy thì chúng ta sẽ đủ khả năng để xử lý mọi cái cung bậc cảm xúc. Và trong khi mình vẽ này thì nó cũng có những cái cảm xúc riêng đôi khi mỗi cái đối với mỗi cái áo hoặc là mỗi cái vẫy thì thể hiện nó thì mình lại mang những cái màu sắc nó khác nhau, cái dạng biểu cảm khác nhau. Đã tạm thời thì xong cái áo, bây giờ đến tay áo, ta đi qua một chút tay áo nhá. Bây giờ mình sẽ cất đi, đó mình sẽ cất đi. Các bạn đợi mình một chút nha. Thank you. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you for watching channel. Đây. Đây là tay áo. Hand. Oh. Đây, cái áo đã xong rồi đây. Đây một chiếc áo dài mà hôm qua mình vẽ, mình cũng có live stream trên YouTube. Đó. Nào, chúng ta tiếp tục vào cái việc này thôi, không thể bỏ lỡ được. Thời gian đi qua rất nhanh, chúng ta phải tiết kiệm thời gian để xử lý công việc. Xin chào một người xem.
đây là cái tay áo, tay phải và tay trái mình đã phác phấn qua để cho nó định hình bố cục, và trong quá trình làm thì mình có thể điều chỉnh một chút để cho nó hoàn thiện hơn. Đó, mọi người đi qua đừng quên cho mình một like, subscribe, ủng hộ kênh. Thank you for watching channel. Ô nhỉ, có lẽ là phải cho một chút nhạc lên thì nó mới làm việc, nó mới hiệu quả. Nhưng mình vẫn chưa chọn được cái nhạc nó dài dài và tránh được cái bản quyền. Đấy. Từng hạt màu nó kết lại sẽ ra một cái họa tiết hoàn chỉnh. Công việc thì nên, mọi thứ nên bắt đầu từ những cái bước đi đầu tiên. Step one, step by step. I hope your channel, big channel. Bởi vì sự ủng hộ của các bạn, sự yêu mến của các bạn, hy vọng nó sẽ một ngày nào đó nó sẽ được lớn mạnh và lan tỏa. Cái này đang bị hơi bết bết rồi. Nó xử lý thôi. Đây, gần như là sao nó cho nó tròn trịa vậy. Khi xong khô mình sẽ đi màu vào cho những cái đường viền vào, những cái đường nét viền, vì những cái hạt nổi nổi này. Đấy. Good afternoon, everyone. Thank you for watching channel. Yes, everyone's subscribe and like, say channel for me. So thank you. Cái góc độ này thì có vẻ là đấy, thi thoảng nó phải nhìn xa xa một chút. À, khi nào khô ấy, thì khô màu ấy, thì mình sẽ xử lý. Mọi hành trình đều bắt đầu từ những bước đi, và mọi công việc thì đều những từ những cái hạt màu xíu xíu này. Từng hạt cứ kết tinh từng hạt một. Và chính sự kết tinh ấy thì nó sẽ ra những cái họa tiết.
họa tiết trên áo nhung này. Một chiếc áo nhung được dành cho quý bà ở trên Thái Nguyên. Một cái mảng họa tiết này mang cái chất cổ truyền, cái chất truyền thống từ hoa đào đến những cái họa tiết cổ. Và nhắc đến hoa đào thì người ta lại nhớ đến Tết của Việt Nam. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ xin phố đông người qua. Bao nhiêu năm, bao nhiêu người thuê viết tấm tắc ngợi khen tài. Một đoạn của thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên. Hay có câu là trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Một câu thơ rất ý vị. Và mọi người đi qua thì đừng quên cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Rất xin cảm ơn rất nhiều. Ngồi vẽ mà cứ vừa like nói nhăng nói cuội thì cũng xin quý vị và các bạn bỏ qua cho khi xem được cái like này ở một cái khung giờ thời gian khác. Xin cảm ơn. Đấy. Trông thế này thôi, nhưng mà nghe hạt màu này lâu, rất là lâu rồi, rất là lâu công. Nó lên, cận cảnh mà nhìn xa như thế này. Khi khô thì nó sẽ rất là tròn, chị ạ. Và mình sẽ bo viền lại, tạo kiểu hiệu ứng thị giác rất là hay. Các bạn đi qua, cho mình xin, đừng quên cho mình xin một like, subscribe, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ai yêu thích nghệ thuật vẽ vải như vẽ áo truyền thống thì có thể liên hệ với channel của mình để có những cái sản phẩm riêng, những cái sản phẩm theo cái phong cách, theo cái style của mình. Mỗi người thì có một cái style ăn mặc nó khác nhau. Hy vọng là các bạn sẽ lựa chọn được những cái họa tiết phù hợp cho cái gu ăn mặc của mình. Và đừng quên ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Cái này mình chấm cũng chưa được tròn lắm đâu. Khi mà nó tròn thì cái hiệu ứng nó sẽ tốt hơn. Đấy. Mà chấm trên mỗi cái đỉnh tuyết này nó sẽ nhiều khi là cái lực tay của mình nó cũng biểu tiết chưa chuẩn. Cái độ màu da
nó cũng chưa chuẩn sẽ tạo ra những cái hạt nó hơi méo mó chút. Đó, mặc dù cái định hướng của mình là sẽ tạo ra những cái hạt tròn thịa, nhưng đôi khi bên cạnh đấy thì vẫn có những cái hạt nó méo mó. Và cuộc sống cũng thế, đôi khi có những người chưa được hoàn thiện mà chưa được đẹp lắm thì có khi lại làm nền cho những người đầy đủ hơn, đẹp hơn, và họa tiết thì giúp tăng lên cái giá trị của những chiếc áo này, tăng thêm cái giá trị của chiếc áo, tăng thêm cái tính cách của người mặc. Có vẻ là nó cái này nó hơi bết một chút đấy, thì mình xử lý không khéo. Đấy, mọi người thấy không? Cái hạt màu mồi mình không dùng cọ. Tí thì cái đến cái công đoạn dùng cọ mình sẽ dùng cọ sau. Cái tính chất một cái công đoạn thì nói đúng là công đoạn thì cần dùng những cái dụng cụ này phối kết hợp làm sao cho nó ra được cái sản phẩm nó đúng ý đẹp. Người đều có những cái cách thể hiện khác nhau. Vẽ trên này thì có rất nhiều người có nhiều cách thể hiện rất hay và sáng tạo. Chúng ta nên có những cái bước học hỏi và giao lưu. Không biết mọi người đi đâu hết rồi. Hiện trên live đã không có một người nào xem. Và hy vọng xuống live thì mọi người có thể cho mình xin một sub và một like ủng hộ kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và hiện tại đang là buổi chiều. Chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ, công việc thì hanh thông mà kiếm được nhiều tiền. Mình cũng xuống live đây. Hẹn các bạn vào dịp tối hoặc đúng tối nay. Thank you. Goodbye, see you.